Xin chào các bạn. Việt Nam là một nước thuần nông cho nên gạo, nếp đó là những lương thực chính và được người Việt Nam sử dụng coi như là hàng ngày. Từ đó thì những món ăn từ gạo và nếp rất phong phú. Chúng ta biết rằng là món cơm nếp là một món ăn truyền thống mà thường là trong những dịp lễ Tết của người Việt lúc nào cũng có. Chúng ta phân biệt giữa xôi và cơm nếp khác nhau ở chỗ xôi chúng ta nấu bằng dụng cụ và hấp chín bằng hơi nước. Còn cơm nếp thì chúng ta nấu trực tiếp ở trong nước. Và trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả món cơm nếp Bát Bửu thực hiện từ nguyên liệu chính là gạo nếp và những nguyên liệu khác như là nấm đông cô, thịt gà, xá xíu v.v. Món ăn rất hấp dẫn và được xem như là một món cao cấp dành cho những dịp và cuối tuần hoặc là những ngày liên hoan hoặc là lễ hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bếp và chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện món cơm nếp Bát Bửu các bạn nhé. Để làm món cơm nếp Bát Bửu thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng một chén gạo nếp, một chén nước dùng. Sau đó chúng ta sử dụng thêm hạt điều, một miếng gà, củ năng, một cái trứng gà, cà rốt, nấm đông cô tươi và củ cải muối, một miếng xá xíu, các loại gia vị thông thường và chúng ta chuẩn bị thêm nước mắm và dầu để chúng ta xào món ăn. Món ăn này là một món ăn có tên thì chúng ta nghe có vẻ giống như là một món ảnh hưởng rất là nhiều trong ẩm thực Trung Hoa. Tuy nhiên là những nguyên liệu thì rất gần gũi với người Việt Nam. Món ăn phong phú và chúng ta gọi là Bát Bửu vì nó có nhiều nguyên liệu khác nhau. Bây giờ các bạn cùng tôi thử coi đếm có đủ 8 nguyên liệu hay không nè. Xá xíu là 1, thịt gà là 2, củ năng là 3, trứng gà là 4, cà rốt 5, nấm đông cô 6, củ cải muối là 7 và món thứ 8 là hạt điều. Như vậy chúng ta có 8 món cho nên có tên gọi là cơm nếp Bát Bửu. Và giai đoạn đầu tiên sẽ là giai đoạn chúng ta nấu cơm nếp. Giống như Diệu Thảo nói với các bạn lúc nãy thì chúng ta phân biệt giữa xôi và cơm nếp. Đối với xôi thì chúng ta phải dùng cái chõ hoặc là cái sửng hấp để chúng ta cho gạo nếp vào và chúng ta nấu chín bằng hơi nước, có nghĩa là chúng ta không ngâm trực tiếp phần gạo này vào trong nước. Tuy nhiên đối với cơm nếp thì cách nấu đơn giản hơn. Các bạn cho nếp đã được vo sạch vào trong một cái nồi và chúng ta nấu tương tự như là cách chúng ta nấu cơm vậy đó. Tuy nhiên là hơi khác một chút là bây giờ Diệu Thảo sẽ nấu bằng nước dùng. Các bạn sẽ cho khoảng một chén nước dùng vào và trong nước dùng này chúng ta có nêm một chút muối ở trong đó để khi mà cơm nếp sau khi nấu xong á thì sẽ có cái vị đậm đà hơn. Và các bạn sẽ xem cái lượng nước nè, nó gần giống như là chúng ta nấu cơm bình thường. Có nghĩa là theo kinh nghiệm dân gian của các bà nội trợ, cho gạo nếp vào hoặc là cho gạo vào và khi cho nước vào thì chúng ta sẽ đo khoảng nửa lóng tay là cơm sẽ vừa, không bị nhão. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật bếp lên. Diệu Thảo sẽ nói thêm về cách lường của các bà nội trợ ngày xưa. Đó là khi chúng ta lường bằng nửa lóng tay á thì thật sự là cũng không phải hoàn toàn chính xác, là vì lóng tay của người ta thì có người cao, có người thì dài, có người thì cái lóng tay hơi ngắn một chút xíu, cho nên chỉ có mức độ tương đối thôi. Đó là chưa kể đến trường hợp là gạo mới và gạo cũ sẽ có độ nở khác nhau. Thông thường thì gạo cũ thì sẽ có độ nở nhiều hơn, khi đó chúng ta phải cho nước nhiều hơn một chút xíu. Gạo mới thì ít nở cho nên chúng ta sẽ cho ít nước. Rồi ngoài ra tùy theo giống lúa nữa, có những loại gạo gạo dẻo, gạo thơm thì thường là cũng ít nước. Còn những loại gạo có cái độ nở nhiều như là gạo tài nguyên chẳng hạn thì độ nở rất là cao, khi đó chúng ta phải cho nhiều nước hơn. Và khi chúng ta đã cho nước dùng vào rồi thì các bạn sẽ đậy nắp lại và chúng ta nấu cơm nếp giống như là chúng ta nấu cơm thường vậy. Các bạn đợi cho gạo sôi trở lên, nước sôi trở lên thì chúng ta sẽ bớt lửa, để lửa thật là nhỏ thôi, để cho gạo nếp nở và chín từ từ và phần gạo nếp này không bị khét. Trong khi chờ cho cơm chín thì các bạn sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị là phần xá xíu. Các bạn sẽ sắc phần xá xíu này nhỏ ra, chúng ta sắc lát thật là mỏng như thế này. Xá xíu là một loại món ăn mà rất là được trẻ em ưa thích vì mùi vị thơm ngon của nó. Chúng ta có thể làm xá xíu ngay tại nhà. Hiện nay thì trên thị trường có bán rất là nhiều loại gia vị tiện dụng. Các bạn có thể mua cái loại nước sốt để ướp xá xíu. Chúng ta mua về và chúng ta sử dụng một miếng nạc thăn heo á. Chúng ta sẽ ướp gia vị vào và đặc biệt là ướp phần sốt xá xíu nó vào.
Sau đó chúng ta cho vào lò nướng, chúng ta nướng chín phần thịt này thì chúng ta sẽ có được một cây xá xíu ngon lành. Vì trong cái phần sốt nước xá xíu đó có sẵn những cái màu đỏ như thế này, cho nên khi chúng ta ướp vào thịt xong, các bạn nướng chín thì sẽ có màu sắc đẹp và mùi thơm y như là một miếng xá xíu bán ngoài tiệm vậy. Diệu Thảo sẽ sắc mỏng phần thịt xá xíu này ra, phần còn lại thì sắc nhỏ. Và sau đó chúng ta cho vào chén trở lại. Bây giờ thì nước chúng ta nấu cơm nếp đã sôi rồi, các bạn sẽ mở nắp ra và chúng ta dùng đũa chúng ta xới đều. Trong trường hợp mà chúng ta nấu số lượng nhiều thì giai đoạn này các bạn phải mở nắp ra để cho nước mau cạn. Hoặc là nấu ít cũng vậy, chúng ta rất là cần giai đoạn này sẽ mau cạn nước để cho nếp không bị ngâm quá lâu ở trong nước, thì như vậy cơm nếp sẽ không ngon. Và chúng ta đợi cho nước vừa rút xuống như thế này, các bạn quan sát nhìn thấy là nước bắt đầu cạn rồi và bắt đầu sủi những cái bọt lên, thì chúng ta sẽ bớt lửa. Và bây giờ thì mình đậy nắp lại để giữ cái phần hơi đó cho phần cơm nếp sẽ chín từ từ, những hạt nếp sẽ ráo và rời. Chúng ta sẽ chế biến sang các nguyên liệu còn lại, là đầu tiên là phần củ năng. Củ năng thì các bạn sẽ sắc hạt lựu. Đầu tiên là chúng ta sắc mỏng, sau đó chúng ta sẽ sắc đôi ra và kế đó chúng ta sắc nhỏ trở lại. Chúng ta sẽ sắc hết phần củ năng này, sắc hạt lựu hết phần củ năng này. Củ năng là một nguyên liệu rất là đặc biệt vì nó có tính hàn. Cho nên là thường là vào mùa hè thì người ta thường hay ăn và để cho nó mát và giải nhiệt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì củ năng còn có những cái tác dụng tốt khác, ví dụ như là có tác dụng lợi tiểu và đặc biệt là phòng chống ung thư và chống lão hóa nữa. Người miền Bắc thì gọi cái củ năng này là củ mã thầy, còn người miền Nam thì gọi là củ năng. Nhiều người thì không phân biệt được củ năng với củ sắn vì nó cũng có độ giòn và cũng có nhiều nước giống như nhau. Tuy nhiên rất khác ở chỗ là củ sắn, tức là người miền Bắc gọi là củ đậu đó, thì nó rất nhiều nước, cũng có chất xơ nhưng mà nó không có cái độ ngọt và không chắc, không có cái độ bột như là củ năng. Còn củ năng thì sẽ có độ bột và sẽ ngon hơn là củ sắn hay là củ đậu. Tên gọi của các loại thực phẩm thì mỗi vùng miền thì sẽ khác nhau. Cho nên khi thực hiện những món ăn thì các bạn sẽ phải cố gắng tìm hiểu để chúng ta biết được rằng là mỗi vùng miền sẽ có cách gọi khác nhau. Ví dụ như củ năng như thế này thì người miền Bắc sẽ phải đi chợ tìm mua là củ mã thầy. Ở miền Nam thì củ năng có quanh năm nhưng mà miền Bắc thì chỉ có mùa. Nhưng mà miền Nam thì có thể mua quanh năm cái củ năng này. Nhưng mà đặc biệt vào mùa mưa thì củ năng thường hay bị nhược điểm là có những bị sâu hoặc là bị thối thì sẽ không ngon. Đối với nguyên liệu củ năng này thì các bạn có thể làm nhiều món, ví dụ như chúng ta nấu chè hoặc là đơn giản là chúng ta gọt sạch vỏ và chúng ta ướp lạnh ăn sẽ rất là ngon. Củ năng cắt hạt lựu xong các bạn cũng cho vào chén. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cắt hạt lựu đến phần cà rốt. Các bạn nhớ lưu ý là canh lửa cho cơm nếp chúng ta phải để lửa thật nhỏ. Giai đoạn này các bạn quan sát nè, cơm nếp đã bắt đầu cạn hết nước rồi, chúng ta xới đều lên đó. Và bây giờ thì chúng ta để lửa thật là nhỏ để cho cơm nếp sẽ chín dần và ráo hạt. Với lượng nước mà chúng ta cho vào lúc nãy thì vừa đủ để cho cơm nếp chín và ráo, không bị nhão. Các bạn sẽ canh lửa thật nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cắt sang đến nguyên liệu cà rốt. Cà rốt các bạn sẽ cắt hạt lựu luôn, kích thước bằng giống như là kích thước của củ năng vậy. Tức là chúng ta sẽ cắt lát mỏng, sau đó là cắt sợi, kế đó là chúng ta sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Rồi, củ năng và cà rốt chúng ta đã cắt xong. Nấm đông cô thì các bạn sẽ cắt lát mỏng như thế này. Nấm đông cô thì có hai loại, các bạn có thể chọn mua nấm đông cô tươi hoặc là nấm khô. Nếu nấm khô thì chúng ta sẽ phải ngâm nước để cho nấm khô đó thật nở và gọt bỏ phần chân nấm. Còn nấm tươi như thế này thì mua về chúng ta chỉ việc rửa sạch và cắt lát ra mà thôi. Nấm tươi thì thường sẽ có mùi thơm thanh hơn là mùi thơm của nấm khô. Nấm khô thì mùi thơm hơi gắt, có nhiều người thì không thích mùi thơm của nấm đông cô khô.
cho nên là chúng ta sử dụng nấm đông cô tươi. Cắt xong phần nấm đông cô, nguyên liệu cuối cùng đó là củ cải muối. Củ cải muối này cho vào sẽ có cái vị đậm đà cho món cơm nếp bát bửu và đồng thời có độ giòn giòn nữa. Nhưng mà các bạn hết sức lưu ý khi sử dụng cái nguyên liệu này. Củ cải muối có hai loại ở chợ bán, thì có thể là loại đã được cắt sợi sẵn và loại thứ hai là củ cải được muối nguyên củ như thế này. Cả hai loại khi mua về các bạn đều phải lưu ý là chúng ta phải ngâm thật kỹ, ngâm qua đêm rồi sau đó xả lại cho thật sạch, vắt ráo và sau đó lại ngâm nữa để cho xả hết cái phần muối đi, thì như vậy củ cải mới hết mặn. Đối với củ cải nguyên củ như thế này thì cách tốt nhất là chúng ta sắc lá mỏng ra, sau đó chúng ta ngâm nước trở lại rồi mới vắt ráo thì mới loại bỏ hết được muối ở trong củ cải. Diệu Thảo sẽ cắt lát mỏng như thế này. Đây là củ cải muối mà đã được ngâm rất là kỹ rồi. Tuy nhiên khi mà cắt lát ra như thế này, Diệu Thảo sẽ tiếp tục ngâm nước một lần nữa để loại bỏ hết vị mặn ở trong củ cải đi. Tất cả các nguyên liệu này là những nguyên liệu sau khi chúng ta sơ chế xong thì các bạn sẽ còn nấu chín. Tuy nhiên phần gà này là phần thịt gà đã được quay chín rồi. Cho nên bây giờ các bạn sẽ dùng bao tay và chúng ta xé sợi ra. Chúng ta cũng có thể quay gà ngay tại nhà. Rất là đơn giản. Các bạn ướp gia vị vào trong thịt gà nè. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ chiên vàng miếng thịt gà lên. Chúng ta gọi là gà quay chảo. Còn trong trường hợp chúng ta có một cái lò nướng thì sau khi ướp gia vị các bạn cho vào lò nướng và chúng ta nướng chín. Thì cái hình thức mà chúng ta chiên trong chảo hoặc là chúng ta nướng ở trong lò như vậy đều có thể gọi là gà quay. Thực tế thì gọi là gà quay là khi nào chúng ta phải dùng một cái dụng cụ, có nghĩa là chúng ta xiên gà vào trong một cái que và khi chúng ta nướng trên lửa đó thì con gà sẽ được quay đều để cho lửa ám đều xung quanh cái con gà và làm cho gà chín đều. Tuy nhiên là trong dân gian thì người ta có nhiều cách quay khác, ví dụ như nướng trong lò như vậy hoặc là như Diệu Thảo vừa mới nói là cho vào trong chảo gọi là gà quay chảo cũng được. Đây là phần thịt gà để được xé xong. Phần da gà chúng ta không sử dụng để loại bỏ bớt lượng cholesterol ở trong món ăn. Có những món ăn thì rất là hấp dẫn, nhiều người rất là thích ăn da gà thì tùy theo ý thích. Nếu các bạn là những bạn trẻ hoặc là các bạn không lo ngại gì về lượng cholesterol trong cơ thể mình thì các bạn có thể sử dụng phần da gà một cách tự nhiên không lo lắng. Nhưng nếu các bạn đang lo lắng về lượng cholesterol trong cơ thể thì nên loại bỏ phần da gà đó đi để thực phẩm của chúng ta đưa vào cơ thể đều là những thực phẩm rất là lành mạnh. Và bây giờ các nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Phần củ cải muối này Diệu Thảo cũng sẽ vắt ráo để loại bỏ cái vị mặn của củ cải đi. Bây giờ thì cơm nếp cũng đã gần chín rồi, Diệu Thảo sẽ chuyển phần cơm nếp này qua một cái bếp khác để chúng ta để bếp này chúng ta chuẩn bị sang đến giai đoạn chúng ta xào nhân. Chúng ta lại tiếp tục nấu phần cơm nếp này cho chín kỹ với lửa thật nhỏ nha các bạn. Với lượng gạo nếp ít như thế này thì khi chúng ta nấu không cẩn thận thì cuối cùng thì cái lượng cơm nếp của chúng ta sẽ thành một mảng cháy và chúng ta không còn là món cơm nếp bát bửu nữa mà chỉ còn là bát bửu thôi. Và bây giờ thì Diệu Thảo sẽ đặt một cái chảo lên bếp và chúng ta bật bếp lên, chúng ta chuẩn bị xào các nguyên liệu. Các nguyên liệu của chúng ta đã chuẩn bị từ nãy giờ là gồm có nấm đông cô, củ cải muối, gà quay xá xíu, phần củ năng và cà rốt cùng với là hạt điều. Hạt điều này sẽ làm cho món ăn của chúng ta có mùi thơm hơn và độ giòn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho một ít dầu vào chảo, chúng ta chỉ cho vào khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn thôi, lượng dầu ít thôi. Sau đó chờ cho dầu trong chảo nóng, các bạn sẽ cho tỏi vào, chúng ta phi vàng phần tỏi này lên. Các nguyên liệu mà chúng ta cho vào cơm nếp bát bửu á, thì đầu tiên các bạn sẽ cho phần hạt điều vào trước. Các bạn nhớ lưu ý đây là hạt điều đã được rang chín rồi. Tuy nhiên để cho hạt điều này tăng thêm hương vị thơm ngon và độ giòn á, thì khi chúng ta phi tỏi, các bạn sẽ cho luôn cả phần hạt điều này, chúng ta đảo đều một chút xíu với lại dầu. Và như vậy hạt điều sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ trút bớt cái phần hạt điều ra. Tiếp tục đặt chảo lên bếp trở lại, chúng ta cho lần lượt nấm đông cô, củ năng và cà rốt. Sau đó là đến củ cải muối. Các bạn nhớ lưu ý là độ mặn của củ cải muối sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến món ăn, cho nên chúng ta sẽ không nêm thêm gia vị có vị mặn nữa, mà các bạn chỉ nêm thêm một ít đường, một ít tiêu và một ít bột ngọt vào thôi.
chúng ta sẽ xóc đều những nguyên liệu này để cho những nguyên liệu này chín đều. Khi những nguyên liệu này vừa mới chín tái như thế này rồi, quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho thêm phần gà xé và thịt xá xíu vào. Lên hơi nóng trở lại và mùi thơm của cơm nếp sẽ hòa quyện với lại mùi vị của xá xíu, thịt gà cùng với lại hạt điều và các nguyên liệu chúng ta vừa mới cho vào. Khi tất cả các nguyên liệu này nóng đều lên và gia vị ngấm đều vào cơm nếp thì chúng ta có thể bày ra bàn ăn và gắn thêm một cọng ngò rí, mời các thành viên trong gia đình chúng ta cùng thưởng thức. Sau khi các bạn đã cho hết tất cả các phần nhân trộn đều lên và chúng ta sắp xếp vào trong thố rồi thì chúng ta sẽ nấu lại một chút xíu, khoảng chừng từ 3 đến 5 phút để cho phần hơi hòa quyện và tất cả các gia vị hòa quyện với cơm nếp. Và bây giờ thì chúng ta thử xem món ăn của chúng ta như thế nào. Món ăn trông rất là hấp dẫn. Và khi dọn ra bàn ăn thì các bạn sẽ trang trí thêm với lại một nhánh ngò rí nữa cho món ăn thêm phần đặc sắc. Đây quả là một món ăn rất là đặc biệt và chắc chắn là khi các bạn thêm món ăn này vào trong thực đơn một bữa tiệc của mình thì sẽ là một món ăn chắc dạ và làm cho thực khách hài lòng. Hy vọng rằng với những chia sẻ của Diệu Thảo với quý vị khán giả ngày hôm nay trong món cơm nếp bát bửu thì quý vị khán giả sẽ thực hiện thành công và chúc các bạn sẽ có một ngày vui bên gia đình.